Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry phiên bản Hybrid, cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này ở thời điểm đầu tháng 5 năm 2023 này. Thì trước tiên thì em xin phép cung cấp một vài cái thông tin về xe. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Camry Hybrid phiên bản sáng lái điện. Thì anh chị thấy là cái logo của nó sẽ được có cái ánh có 3D và có cái ánh xanh, và ngoài ra thì cái tấm ở trên mặt ca lăng này sẽ là mạ chrome, còn các phiên bản còn lại chỉ là miếng nhựa nhám thôi. Thì giá bán ở thời điểm đầu tháng 5 năm 2023 này thì đối với phiên bản Hybrid là 1.495.000, và với cái ưu đãi, với cái giá hiện tại thì lăn bánh anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 1.650.000, và để trả góp thì chuẩn bị giúp em khoảng tầm 475.000, và giá trên đã bao gồm đầy đủ hết phụ kiện và bảo hiểm rồi anh chị ạ. Ngoài ra thì Camry còn 3 phiên bản nữa là phiên bản 2.0G, 2.0Q và 2.5Q. Thì giá lần lượt các phiên bản để lăn bánh phiên bản 2.0Q khoảng tầm 1.190.000, còn phiên bản 2.0Q là 1.3, còn 2.5Q thì còn tầm hơn 1.5 tỷ. Thì hôm nay em xin phép làm video để chuyên sâu hơn về chiếc xe phản sáng điện này. Thì chiếc xe này thì được trang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được trang bị rất nhiều công nghệ mới hiện tại của Toyota. Có như vừa rồi ở bên trên em đã có giới thiệu qua về cái chi tiết logo. Thì không chỉ về thẩm mỹ, còn ngoài ra thì sau cái logo này nó còn có cái chức năng, nó còn có cái hệ thống radar để phụ trách cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm, rồi cảnh báo lệch làn giữ làn đường, hỗ trợ chế độ lái, và kết hợp với cả một cái camera stereo ở trên màn kính này nữa, thì sẽ có cái bộ chức năng Toyota Safety Sense. Còn phía bên dưới cái logo nó sẽ có cam 360. Đèn thì vẫn là sử dụng đèn full LED để tổng thể phần đầu xe. Còn ngoài ra thì cái phần thân xe có la răng là dạng phay xước. Vâng, và một cái ở phần đầu xe em muốn giới thiệu nữa là phía bên trong cái nắp capo này là cái động cơ hybrid. Thì nó cho ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có hơn 4 lít trên 100 cây. Thì vì sao mà nó tiết kiệm như vậy? Thì trong cái bộ máy này nó có một cái động cơ xăng 2.5 và một động cơ điện và một hệ thống pin hybrid nữa. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó sẽ là dùng cái động cơ xăng để thứ nhất là vận hành, và thứ hai là để sạc và hấp thụ cái năng lượng của xe khi mình giảm tốc độ, hoặc là năng lượng mà máy dư thừa nó sẽ sạc cho cái pin, và pin sẽ tích trữ lại năng lượng, và khi nào mà mình tăng tốc khoảng từ 0 đến 40 km/h, hoặc là khi mà anh chị đạp thốc ga thì máy tính sẽ tính toán để bổ sung cái dùng cái máy điện để bổ sung cho cái lực của máy. Thì nó có ưu điểm là tiết kiệm nhiên liệu này, thân thiện môi trường, cũng như là cái cảm giác tăng tốc, và đặc biệt là cái giải tốc thấp rất là mượt mà và êm ái, gần như không phát ra tiếng động gì đâu. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một cái chức năng nữa là cái hệ hỗ trợ lái điện nữa, thì anh chị sử dụng trong đô thị rất là tối ưu. Còn về phía bên dưới này thì hệ thống gương có cảnh báo điểm mù này, có tự động điều chỉnh khi lùi, cũng như là các cái chức năng cụp mở điện tự động, thì cái chức năng này nó cũng cơ bản thôi. Còn ở phía đây là phần đuôi xe, thì logo cũng được có thêm cái ánh xanh của Hybrid. Ngoài ra thì có ký hiệu Hybrid ở đây. Và cái form xe này của cả bốn phiên bản thì nó đều tương tự như vậy. Như đây, nó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 4 lít 4 trên 100 cây được hỗn hợp, rất là tiết kiệm và thân thiện môi trường. Thì em sẽ vào, trước khi vào cái khoang người lái thì em sẽ cung cấp thêm một thông tin nữa là xe Camry này của anh chị thì có được trang bị là 3 tùy chọn về màu sắc, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Tuy nhiên là ưu chuộng nhất vẫn là màu trắng và màu đen, vì đa số xe của em nhập về cũng là màu trắng và màu đen. Còn phần nội thất thì sẽ có hai lựa chọn là màu đen và màu be. Thì chiếc xe này được trang bị ngoại thất màu đen và nội thất cũng là màu đen luôn. Nên như anh chị nếu mà thích cái nội thất cũng như ngoại thất màu đen sang trọng và thể thao thì mình có thể lựa chọn cái màu này. Còn nếu anh chị thích nó sáng sủa và rộng rãi, cảm giác rộng rãi thì mình sẽ lấy màu be. Em sẽ để máy lên nhé.
Vâng, đây là cái nội thất của xe thì nó có một vài cái điểm để anh chị quan tâm. Thứ nhất là em có giới thiệu về cái cụm logo có cái chức năng của cái hybrid thì sẽ có cái cụm để điều chỉnh nó ở bên này, có cảnh giữ làn giữ khoảng cách này, giữ làn đường, có giữ cái tốc độ thích ứng này, rồi điều chỉnh các chức năng khác thì ở qua cụm bên này. Ngoài ra là có đèn pha cốt tự động này, có camera 60, mở cốp, nhờ ghế hai vị trí và cụm mở gương tự động. Ngoài ra thì là xe được trang bị là 9 loa JBL cũng như là màn hình JBL luôn. Ngoài ra thì còn có cái điều hòa, hệ thống điều hòa này là điều hòa 3 vùng tự động. Phía bên trên nữa có, đây là cái cụm điều chỉnh của cửa sổ trời ở đây. Và một cái chi tiết chỉ xe Camry có trong phân khúc này là cái hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi và có rèm cửa kính cho hàng ghế thứ hai này và cái kính hậu cho hàng ghế thứ hai được điều chỉnh điện. Ngoài ra thì có một cái bảng điều khiển riêng cho hàng ghế thứ hai, có ngả lưng ghế này, có điều chỉnh âm thanh, rồi có điều chỉnh cả điều hòa luôn. Và cái chiếc xe này được trang bị cái treo sau là treo độc lập nên là cái cảm giác của người ngồi phía sau rất là thoải mái. Và vừa rồi thì em cũng giới thiệu cho anh chị về ngoại thất cũng như giá bán của cái chiếc xe Camry Hybrid này, cũng như cung cấp một chút cái giá bán của các cái dòng xe, của các cái phiên bản xe khác, Camry khác. Thì anh chị quan tâm cần em tư vấn thêm về vấn đề gì thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Em xin hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.